với quan điểm nam dược trị nam nhân. Các bài thuốc do bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng nghiên cứu và điều chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên để cơ thể người bệnh tự sinh ra những chất cần thiết chống lại sự già nua, suy giảm sức khỏe và sinh lý. Bên cạnh đó, thấu hiểu được nỗi lo lắng và sự vất vả của người bệnh trong quá trình điều trị, ông luôn đau đáu về việc làm sao để điều chế ra bài thuốc nhằm cung cấp cho người dùng tiện lợi, không phải sắc uống đỡ mất thời gian, lại đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối. Đó chính là lý do sản phẩm Trường Xuân Vương được ra đời bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam do bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng làm viện trưởng chuyển giao cho công ty cổ phần Phát Đạt sản xuất và phân phối, giúp hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình lão hóa, mãn dục nam. Tôi là bác sĩ Lương Y Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu Trường Xuân Vương rất lâu rồi. Và cái bài thuốc của chúng tôi nghiên cứu ấy hoàn toàn là bằng hương thảo dược. Trong cái bài thuốc Trường Xuân Vương, ngoài những cái dược liệu như là dâm dưng hoắc, rồi ba kích, rồi kỷ tử, rồi sâm cao vân vân, thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu một cái công trình tương đối dài để đưa các cái thảo dược khác cộng với cái đó, cộng hưởng với đó, cho nên nó mới có cái bài thuốc tốt như vậy. Cái tốt thứ nhất của nó là gì? Nó nuôi dưỡng các cái khóa, các cái nội tiết trong cơ thể tự phát triển. Cho nên cái quan điểm của tôi là chăm sóc sức khỏe sắc đẹp tự nội sinh bằng hương thảo dược công nghệ cao, thì cái Trường Xuân Vương này nó đáp ứng được cái đó. Tâm can tỳ phế thận, những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên. Bởi vậy cho nên là cái Trường Xuân Vương này tôi xin nói một cách rõ ràng và khẳng định là cái nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt, ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.